Tổng công ty Mobifone vừa cho biết sẽ đưa vào vận hành chuỗi bán lẻ thiết bị di động đầu cuối, đánh dấu bước chuyển mình từ một nhà cung cấp mạng di động trở thành tổng công ty đa dịch vụ. Đại diện Mobifone cho biết chiến lược của đơn vị này trong thời gian tới là mở rộng kinh doanh sang các lĩnh vực như bán lẻ, di động, truyền hình, đa phương tiện, vân vân. Việc đưa vào vận hành chuỗi bán lẻ thiết bị là bước đi khởi đầu cho chiến lược này. Trước Mobifone, Viettel cũng đã tham gia việc bán lẻ thiết bị đầu cuối từ vài năm trước và hiện có 282 cửa thị điện thoại thiết bị di động trên toàn quốc.